Các cơ sở đào tạo, địa điểm thi phải chuẩn bị tối thiểu một phòng thi dự phòng, một phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công văn hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành trong tối muộn mùng 5 tháng 7. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, các cơ sở đào tạo cao đẳng nghề yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các đơn vị phải tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức kỳ thi tuyển sinh, thông tin yêu cầu của các thí sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ tuyển sinh, thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Cần nghiêm túc thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, rà soát chặt chẽ khu vực có nguy cơ cao để xây dựng các tình huống ứng phó trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại quận Gò Vấp. Trong buổi làm việc với quận này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến kiểm tra điểm lấy mẫu tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường 16, quận Gò Vấp. Qua đánh giá tại điểm trường này, đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.000 chức sắc tôn giáo trong ngày 5 tháng 7. Các cơ sở vật chất rộng rãi, đảm bảo quy định giãn cách, người dân cũng tuân thủ 5K và tránh được tâm lý e dè. Trước tình hình thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây hoặc có nguồn gốc từ ổ dịch khác ngoài quận, gây ra nhiều chuỗi lây nhiễm mới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, rà soát chặt chẽ khu vực có nguy cơ cao để xây dựng các tình huống ứng phó và chủ động huy động cộng đồng góp sức, tăng cường thêm các khu cách ly cho những trường hợp F1. Hơn 88.000 thí sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi, ngành giáo dục thành phố đã huy động các nguồn lực triển khai công tác phòng chống dịch chặt chẽ, nghiêm ngặt tại mỗi điểm thi và khu vực thi. Ngôi trường này là một trong 155 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Hội đồng thi này sẽ tiếp nhận 482 thí sinh với 21 phòng thi, 4 phòng thi dự phòng. Để thực hiện tốt an toàn phòng dịch trong kỳ thi lần này, trường đã tổ chức phun khử khuẩn, đồng thời lập ra nhiều phương án đón thí sinh trước và sau khi thi xong. Thì nhà trường đã xây dựng một kế hoạch an toàn rất đảm bảo. Vào thì các em có vào được hai cổng. Tùy theo giải phòng của em, trường xa hay Hoàng Sa hay là Biển Đông, thì các em vào cổng nào. Rồi các em vào cổng nào thì các em ra cổng đó. Thì khi vào cổng thì các em được rửa tay, rồi đo thân nhiệt, rồi đi thẳng lên phòng. Rồi sau khi hết giờ làm bài, thì theo hiệu lệnh của lãnh đạo hội đồng thi, thì các em sẽ di chuyển theo từng phòng đi xuống, rồi đi ra về. Trong những ngày qua, thành phố đã dồn tổng lực xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 100.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi. Kết quả bước đầu xác định có 18 mẫu gộp dương tính với COVID-19. Tiến hành giải gộp, ngành y tế xác định có kết quả khẳng định 12 trường hợp dương tính bằng phương pháp real-time PCR. Hiện các trường hợp này đã được cách ly theo quy định. Để chúng ta biết được cái độ an toàn của tất cả thí sinh, để người dân, phụ huynh sinh an tâm rằng là khi đi thi con mình không phải thi cùng với lại cái bạn đó đang nghi ngờ là có nhiễm COVID hay không, có bệnh hay không. Thì cái việc mà thi cùng để mà xác định được các em thí sinh đó là rất là an toàn. Và chúng tôi cũng có những thông tin, những thông báo đến từng trường, từng phụ gia đình là trong thời gian sau khi mà xét nghiệm xong thì các em phải đảm bảo độ an toàn và giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho kỳ thi. Thì chúng tôi cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để tất cả những biện pháp gì có được, có thể làm được thì chúng tôi đều sẽ triển khai vì sự an toàn của không chỉ là của các cháu mà vì sự an toàn của thành phố. Chiều nay, hơn 88.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe quy chế và rà soát các thông tin. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích thí sinh mang nón, kính chắn giọt bắn khi đi thi. Chiều nay, thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 tại 63 hội đồng thi. Kỳ thi diễn ra ngay trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là làm sao vừa ứng phó được với dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên,
vừa tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng. Năm nay, diện tác động của dịch bệnh rộng hơn. Trên cơ sở kinh nghiệm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi ứng phó với tác động của dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, đồng thời hướng dẫn địa phương xây dựng phương án theo điều kiện cụ thể của từng nơi. Một số địa phương quyết định vẫn cho học sinh F1, F2 thi cùng một đợt tại điểm thi riêng và bảo đảm các biện pháp an toàn. Các địa phương khác lại quyết định tổ chức đợt 2 cho các thí sinh diện F1, F2. Sự linh hoạt của các địa phương còn thể hiện ở chỗ có thể cho học sinh F2 dự thi đợt 1 nếu các em có nguyện vọng và được trải qua các vòng xét nghiệm bảo đảm về an toàn phòng dịch. Với cái nhận thức là kỳ thi rất là quan trọng, cho nên Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra tại 63 tỉnh thành phố. Những tỉnh mà không trực tiếp đến được thì các tỉnh, các đoàn đều đã tổ chức rà soát kiểm tra trực tuyến với tất cả các ban chỉ đạo các địa phương. Cho đến nay, qua tổng hợp các đoàn đi kiểm tra thì có thể khẳng định là cái trách nhiệm của các địa phương đã vào cuộc chỉ đạo một cách bài bản, chặt chẽ, trách nhiệm, và cái công tác chuẩn bị đến giờ phút này các địa phương đều đã báo cáo là đã sẵn sàng trong kỳ thi nghiêm túc. Do ảnh hưởng của COVID-19, thí sinh thi năm nay phải trải qua nhiều đợt học online trong năm học lớp 11 và 12. Với đặc thù đó của thí sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo công tác xây dựng đề để vừa đáp ứng các mục tiêu của kỳ thi nhưng vẫn phù hợp với điều kiện học tập thực tế của thí sinh. Cho nên cái đề thi cũng ra ở mức độ là đảm bảo đáp ứng phù hợp với cái thời gian các em học tập, về chương trình cũng có độ phân hóa phù hợp để đáp ứng được với yêu cầu để cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cũng có thể tuyển sinh. Cho nên có thể nói là đề thi, với cái đề thi tham khảo, cái ma trận đề như vậy cũng đã đáp ứng được với cái yêu cầu của 2 năm học trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đợt 2 của kỳ thi trên cơ sở đề nghị của các địa phương. 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp, tăng 87,1 nghìn người so với quý trước. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố tại buổi họp báo thông tin về tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động báo cáo, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 2 năm nay là 2,60%, tăng 0,4% so với quý trước và giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được chỉ ra là sự bùng phát nhanh của dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị tăng cao hơn so với khu vực nông thôn. Xét theo 3 khu vực kinh tế, tỷ trọng lao động thiếu việc làm trong độ tuổi của quý 2 năm nay ở khu vực dịch vụ là cao nhất với 35,8%, tiếp theo là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản với 35,6%. Thu nhập bình quân của người lao động quý 2 đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226.000 đồng so với quý trước. Người lao động ở lĩnh vực công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức thu nhập bình quân tháng đạt 6,7 triệu đồng, giảm gần 500.000 đồng so với quý trước. Trong 6 tháng đầu năm 2021,